Đứng đi. Xin mời. Chúc mừng. Chúc cho công việc của anh thành công. Không nhờ số tiền của anh giúp sức thì em sẽ không được như ngày hôm nay. Khi nào rảnh, anh tới đây thường xuyên để ủng hộ em. Ok. Bên kia ngồi đi. Anh. Xin phép nha. Tôi có bạn ở đằng kia. Chào anh. Em. Lâu quá mới gặp anh. Ai đi? Dạ, giới thiệu với anh, đây là Cúc. Còn đây là Loan, bạn trong nhóm người mẫu của em đó anh. Hồi lúc khai trương quán của anh, em khác bây giờ nhiều, biết không? Dạ, dạ. Khác thế nào? Anh nói nghe đi. Bây giờ trẻ, xinh đẹp hơn. Em nghe anh khen, em thích quá à. Hôm nào tới quán anh chơi nha. Dạ, chắc chắn rồi. Từ ngày khai trương quán anh tới giờ, em bận bịu nhiều việc quá, em không ghé quán anh được. Chứ không phải bị người yêu giam lỏng. Chẳng có ai giam em đâu anh ơi. Chị hả? À, thôi vậy nha. Dạ. Sẵn đây nha. Dạ. Bây giờ anh mời mấy em. Lát nữa để ăn tối với anh nha. À, nha. Vậy hả? Ừ. Đi nha. Dạ, ok anh. Bye bye. Gọi nước uống đi. Ừ. Ông Lộc hứa đó là lần cuối cùng của ổng cho mình vay. Chắc ổng đã dần giảm bớt niềm tin đối với mình. Cảnh đến người hôm nay của hai thằng đệ tử của ổng cũng có thể là thật, nhưng cũng có thể là lời cảnh báo đối với mình. Nếu không trả sớm và trả đủ, thậm chí mình còn bị bi thảm hơn nữa. Không có gì đâu, không có gì đâu. Mấy thằng mày nó cứ đợi nhau đi đó, làm gì nó mới chịu chứ không có gì đâu. Không hiểu Phượng làm gì mà không mở máy. Mình đã điện thoại nói đến thăm thì cô ấy nói không muốn làm phiền mình và cô ấy cần giấc ngủ sâu. Tội nghiệp Phượng vì đi chơi với mình về nhà mà phải bị như vậy. Bây giờ không lo cho cổ thì biết lo cho ai đây. Mình đã gửi một nửa số tiền vay của ông Lộc cho cổ, hy vọng cổ có thể điều trị cho cánh tay của mình mau lành. Còn vài ngày nữa là giao xe cho người ta, nhưng không đủ tiền để lấy xe về. Chắc phải điện cho người mua, đợi thêm một thời gian nữa. Thôi tối rồi, anh về đi. Để anh đưa em vô tận nơi. Để anh đưa em về tới đây á, đã làm phiền anh quá rồi. Thôi, em cảm ơn anh nha. Hôm nào anh gặp lại em? Dạ, nếu còn duyên như hôm nay. Anh có thể tạo ra cái duyên. Vậy thì không cần phải hỏi. Thôi, bye em nha. Chào em. Bye anh. Ông Quyền ơi. Ông dậy chưa ông Quyền?
Đồ ăn sáng tôi để trong tủ lạnh. Tôi xin cậu ra ngoài có chút chuyện. Có giỏi thì đi luôn đi. Cô xin Đức Phật từ bi cho cậu chủ con thoát khỏi cái dòng luẩn quẩn mà cậu chủ đã mắc phải. Nếu lòng thành của con được chứng giám, con nguyện chay tịnh 3 tháng để đền ơn Đức Phật. Alo. Dạ, dạ, dạ em chào anh. Dạ, em đã chuẩn bị đâu vào đó hết rồi anh ơi. Dạ, anh cứ yên tâm. Anh cứ chuẩn bị tiền đi. 2 ngày nữa em hoàn tất xong á thì anh có thể đến lấy xe được rồi. Dạ, dạ, 2 ngày nữa anh à. À cậu, sáng nay đi sớm, tôi có chiếc giấy để lại. Cậu có ăn sáng chưa? Bụng dạ nào mà ăn nổi nữa. Ông đi đâu mà giờ này ông mới về? À, tôi đi cậu thân nè, tôi thấy lo quá. Sao dạo này nhiều người tới kiếm cậu, mặt mày họ cứ hầm 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 vậy đó. Mặc kệ tôi đi. Ông lo làm cái gì? Tôi sợ có ngày... Ông sợ có ngày gì? Ông sợ có ngày người ta giết tôi hả? Tôi đang làm ăn mà ông muốn tù quẻo tôi không à? Mệt quá đi. Đã có những lúc chán nhường, chán cho đời sao buồn quá. Mất có những lúc đã hơi buồn vì sao không đau, không đau. Giờ đôi tay yêu đuối dâng lên trái vắng.
hoàng vang cho thân thương. Đã bỏ đôi bao xót xa. Gió cứ giết em xuyên qua tim tôi, xuyên qua lòng môi. Gió đã cuốn đi bao nhiêu ước mơ. Sao đã kiếm được cuộc đời tốt tươi buồn nỗ chán. Hôm nay có già thăm ba hoài không? Sao ông lại hỏi vậy? Không lẽ mấy anh em bà lại bó tay hay sao? Thua cái này với bài kêu khác chứ. Tôi đang đau đầu đây. Hình như có người còn đau đầu hơn bà nữa. Thằng Thân nó đang nợ ngập đầu. Nghe nói dạo này nó hay đổi giận vô cớ với người làng lắm. Ăn chơi gái gú tới lắm vào. Nợ là phải thôi. Cũng may là có người chưa đến mức như nó. Bà nói ai đó? Tôi nghe phong phanh á, thằng Thân lấy hết tiền đặt cọc của người ta mà không giao xe cho họ. Tại vì chưa tới ngày. Tới ngày chỉ là thời gian thôi, nhưng trước sau gì nó cũng không thể nào giao nổi. Buôn bán vậy kiểu nó. Người ta buôn bán á thì suốt ngày nghĩ tới chuyện làm ăn. Còn đó hả, thì suốt ngày nghĩ tới chuyện lừa người ta để kiếm tiền. Cá độ, bóng đá, bao bồ. Kiểu đó hả, trước sau gì cũng... Thôi đi bà. Bà đó, bà làm ơn đi, bớt ác mồm ác miệng lại đi. Ờ đó, tôi ác cái miệng. Mà thà là tôi ác miệng còn hơn mấy người. Miệng thì nam mô, mà cái bụng, cái bồ dao găm vậy. Bà nghe tôi nghi lắm nghe. Nghi gì? Bà ác cả hai. Dạo này em thua quá, bắt thằng nào thua thằng đó. Xong rồi đi. Tao có hơn gì mày đâu. Có chứ, đại ca nhiều đảng hơn em. Có thua một vài trận thì có thấm tháp gì với đại ca đâu. Còn em thua trận nào thì vợ con em than khóc trận đó. Thì có gì đâu. Mày bớt lại phân nữa, mày trám cái miệng vợ con mày lại. Trời ơi, không tăng đuôi thì thôi, sao bớt được đại ca. Mày ngu quá. Cái thằng man đỏ nó mới vừa thua, mà cái thằng này á, thua nó mới chịu đá. Tao á, tao bắt man đỏ đó. Trời đại ca ơi, nhưng mà man xanh á, nó đá sân nhà. Hai thằng cùng thành phố, sân nhà với sân khách có khác gì nhau. Đại ca định bắt bao nhiêu đại ca? Thuê bao chọn gói mày. Em cũng vậy, có nhiêu chơi bấy nhiêu. Dạ, đại ca. Tình hình sao? Nghe nói tối nay thằng Thân nó đá hết vô màn đỏ ra. Có sức thì chơi, quan tâm làm gì. Anh này, nó thắng nhận nó gì. Nó thua, anh này có tình huống. Tao đang nhắm vô căn biệt thự của nó. Mình càng chiều nó thì căn biệt thự nó càng lao thuộc về mình.
hiểu chứ? Phải rồi. Quê. Anh làm cái tụi đội thắng anh Long. Đội nào cũng được. Mà anh thích đội đội của thằng mà có tên giống anh á. À, đội của thằng Lâm Sung. Sao? Bắt chi Sung chứ? À, Lâm hay bắt gì cũng được. Miễn có Sung là anh khoái à. Ê, nhưng mà thằng Sung nó đá đội nào vậy? Đội đỏ đó. Vậy anh bắt áo màu đỏ, em bắt màu xanh nha. Ờ, mà bắt gì? Tùy anh. À, nếu mà em thua, em phải nói tốt với em Đào, em Mẫn về anh. Trời, sao anh tham lam vậy? Trái tim mình nó rộng lớn lắm đó. Còn nếu em thắng thì sao? Thì em yêu cầu anh á, nói tốt về em với bất kỳ ai, anh sẽ đưa mày lên tận mây xanh luôn. Trời, em đâu có cần vậy đâu. Em chỉ cần anh làm một chuyện thôi. Nói. Mận hay Đào gì thì em không biết, nhưng nếu đã quan tâm thì anh chỉ quan tâm một người mà thôi. Được. Chị sao hả? Phượng ơi, Phượng! Phượng ơi!